các bạn có nghe thấy âm thanh gì không? Đó là tiếng kêu cứu của Reka. Người ca phải lên bờ cứu Reka. Reka kia, Reka, Reka ơi. Cuối cùng người cá đã cứu được rái cá rồi các bạn. Rái cá đã hết lan rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cá quá.